Và số 8 là mã trang 74, đến giới tờ cô. Hãy liên lạc với một tổ chức giống như là, con điểm like cho cô, những người bạn của trái đất để tìm thêm thông tin for information. Đừng có throw away, throw sẽ đi với away. Hãy cố gắng tìm cách sử dụng khác cho chúng, for luôn. Chúng ta có thể tìm kiếm là look for tiếp. Thông tin về tái chế, về là sẽ ở bao, ở thư viện địa phương. Những cái đôi giày được làm từ lốp xe hơi cũ, làm từ cái gì đó, là from. Những cái rác của rau được làm gì? Rác rau được làm tạo thành phân xanh, into. Interesting đi với in, bạn rất là quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, phải không? Chúng ta nên sử dụng túi vải thay vì instead gì? Ớp, học rồi mà chả biết gì cả. Ở trong nhà máy, những cái thủy tinh được nghiền nát là thành gì? Broken up. Làm tan chảy và tạo thành cái gì? Into tiếp. Tạo thành cái glassware, những cái thủy tinh mới đó. What did the government do? Chính phủ làm cái gì, đã làm cái gì để ngăn chặn mọi người khỏi việc ném, ngăn chặn nó sẽ đi với from cho cô, cái từ ngăn chặn. Ngăn chặn đi với from. Rồi, nếu bạn chia sẻ câu chuyện tái chế của bạn với độc giả, với là Wix, hãy gọi và chuyển phát cho chúng tôi theo số điện thoại là con sẽ ấp cho cô. Ok chưa? Rồi, xuống bài dưới, hãy đọc đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với những cái cụm từ ở trong câu đây. How about the glass bottle? The throwing away, là ném đồ vật đi. What did you think? Send to the factory. What happened next? Grow it up and make it into pulp again. Don't throw away a broken into small pieces. Câu số 1. Don't throw away, đừng có ném đồ đi. Đừng có ném báo cũ đi. Nha. Câu số 2. Con sẽ xài send to the factory. Rồi, câu số 3. Con xài with the you king. Câu số 4. Con sẽ xài từ crush it up and make into pop again. Đó là câu số 4. Câu số 5. How about the glass bottle. Câu số 6. A broken into small pieces. Câu số 7. Con xài what happened next. Câu số 8. Con xài throwing away. Rồi xong. Sang bài test for unit 10.